Ok, hello xin chào mọi người, chào mừng mọi người trở lại với series review supplement ha. Ok, tại mình đây, mình là Trí, mình là nhân viên của Sam Supplement. Thì hôm nay mình mang đến giới thiệu cho mọi người một cái sản phẩm mới. Không phải là sản phẩm mới mà review một cái sản phẩm mới trong cái đợt series review ha. Thì cái sản phẩm này nó cũng có mặt khá là lâu rồi. À, cũng thay đổi nhãn rất là nhiều rồi, nhưng mà hôm nay mới có cái cơ hội mà được review kỹ về nó. Và hôm nay thì mình sẽ review cho mọi người về những con số trên sản phẩm nè, rồi cái đối tượng dùng nè, cái cách dùng nè, thời điểm nào nên dùng và dùng thế nào để hợp lý. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ giải đáp một số thắc mắc về những cái review sơ bộ sản phẩm như thế ha. Ok, thì đặt vào mắt các bạn này thì một cái sản phẩm gọi là cực kỳ bắt mắt với cái tông màu trắng đỏ, nhìn khá là sang mọi người ha. Đây, cũng khá là sang. Ok, thì như mọi người biết á, cái sản phẩm Titan New My Solar này nè được sản xuất bởi công ty Sun. Thì công ty Sun á, cái công ty của họ là họ chuyên sản xuất protein. Thì và chính sản phẩm ngày hôm nay cũng là một sản phẩm whey protein và là whey hydrolyte, whey thủy phân nha mọi người. Thì có một sự phải gọi là đặc biệt và đẳng cấp, phải gọi là nằm ở top điểm 9.5 trên 10 ha. Một số sản phẩm hydrolyte thị trường thì họ phô ra những điều sau đây. Họ phô ra là BCA, họ phô ra là 25g protein, phô ra EA đúng không? Thì riêng sản phẩm này, nếu các bạn để ý trên bao bì sản phẩm đây, đây đó, thấy không, nó không có nha. Đây, mọi người thắc mắc, ủa kêu một sản phẩm VIP, một sản phẩm đẳng cấp mà tại sao nó không phô ra? Nhưng mà mọi người để ý, họ chỉ phô ra một thứ thôi, mà chỉ phô ra một thứ đây, hydrolyte và isolate 93%. Đây là gì ha? Đây là ratio. Thì ratio nó tính như thế nào? Ratio là họ lấy khối lượng protein và họ chia cho khối lượng mỡ. Thì con số 93% này, tức là ý họ nói lên là cái hàm lượng protein trên mỡ của họ nó là rất là cao. Và 93% thì phải gọi là hiếm có, phải gọi là hiện tại đang đi đầu thị trường luôn rồi, tức là đây đi đầu thị trường về cái chất lượng sản phẩm protein. Và cái con số 93 này nó cũng nói lên cái độ được tinh khiết của sản phẩm này luôn ha. Ok. Thì tiếp theo mình đã nói về, như lúc nãy mình đã nói về 93% whey rồi đúng không? Phần cái ratio của nó đúng không? Thì bây giờ mình sẽ đọc về cái label của nó đây cho mọi người nghe. Thì trong sản phẩm này, đây mình sẽ để camera đưa cái label trên cái màn hình để mọi người đọc ha. Thì một serving 30.4g, có khối lượng là 30.4g. Thì nó cho các bạn 27g protein. Nhưng điều đặc biệt ở đây, các bạn biết là gì không? Một số sản phẩm, cái muỗng của họ khi mà mình múc mình uống đúng không? Thì 25g protein, nhưng mà calo đều từ 120 đổ lên, đúng không? Nhưng mà sản phẩm này là 101 calo. Thì các bạn biết điều đó là gì không? Không béo, không đường, gần như là không có, chỉ có protein thôi. Ý mình nói ở đây có nghĩa là quá tinh khiết luôn đi. Nó tinh khiết đến mức độ 27g đã cao hơn thị trường 2g rồi, được 2-3g luôn chứ không phải là 2g, mà cái hàm lượng calo cũng bị giới hạn ở cái mức 110, tôi gọi là quá, phải gọi là quá tốt và quá đẳng cấp. Cái tiếp theo, như lúc nãy mình vừa đề cập tới đúng không, là cái sản phẩm này nó chỉ đề cập tới là 93% hydrolyte và isolate đúng không, nhưng mà họ không ghi, họ show ra BC hay là họ show gì hết, bởi vì họ quá tự tin với cái sản phẩm của họ rồi. Họ quá tự tin với cái sản phẩm này bởi vì cái sản phẩm này nó ở trên thị trường và nó chiếm ưu thế rất lớn. Họ không cần phải quảng cáo quá nhiều về họ, họ không cần nói quá nhiều về họ, bởi vì họ đẳng cấp hơn cái số hydrolyte hiện tại đó. Thì mình sẽ phân tích cái bảng profile acid amine lần sau, là cái bảng này đây, và mình sẽ nói lý do vì sao họ không công bố số gram rồi, cái số gram BCA của họ nè, bởi vì họ rất tự tin, họ giống như họ khẳng định họ là cái sản phẩm này là phải dành cho những người mà cùng đẳng cấp đó, cùng đẳng cấp với nhau, có cái đẳng cấp cao, hiểu về sản phẩm, hiểu về whey protein, hiểu về whey protein hydrolyte thì mới dùng cái sản phẩm này đó, nên họ không cần ghi ra luôn, họ để cho mọi người và mọi người tự đọc, tự ngẫm cho mình luôn. Đây, cái bảng
profile acid amine và EGA của họ. Đây, toàn là những con số cũ. Nếu bạn nào đã sử dụng qua sản phẩm này rồi và để ý tới cái bảng này, mọi người cận cái số này lại nè. Cái con số PCI nó vượt hơn 7 gram rồi, 77 gram PCI và tỷ lệ 2:1:1 luôn. Đó, các bạn khó, mình nói thẳng luôn là khó dòng nào mà Haroline mà các bạn tìm thị trường mà được hơn 7 gram PCA. Đó, và cái lượng acid amine, cái lượng acid amine phải gọi là nó cực kỳ lớn. Phải gọi là quá lớn luôn. Đó. Không những là 27 gram như mình đã nói ở ban đầu là cao hơn thị trường đúng không? Và Haroline nè, tinh khiết nè. Đó. Và không cần quá phô trương. Công ty họ chuyên sản xuất protein, họ không quá phô trương. Họ ghi một dòng 93% ratio 93% đủ dập tắt mọi đối thủ còn lại ha mọi người ha. Đó, mình nói tới đó thôi là các bạn đủ biết sản phẩm này nó ok như thế nào rồi, nó đẳng cấp thế nào rồi, và cái tầm người nào sử dụng nó cũng đã nói lên rồi ha mọi người ha. Thì ok, thì đó là mình đã review về con số, về cái liều lượng này kia đúng không? Thì bây giờ mình sẽ nói về những cái đối tượng và cái cách dùng và những cái thời điểm dùng nào cho các bạn hiểu. Thì quay đầu tiên thì ai cũng biết sơ sơ về cách dùng rồi đúng không? Thì sáng có thể ngủ dậy một muỗng nè, rồi trước khi tập muốn bổ sung thêm để cho cái profile acid amine trong cơ thể chúng ta nó tốt thì chúng ta sẽ sử dụng thêm một muỗng nè. Đó, và sau tập cần cái độ cái protein để phục hồi cơ bắp nè là một muỗng nè đúng không? Đấy, đó là ba thời điểm vàng. Đó là ba thời điểm vàng mà chúng ta cần nạp protein. Đó, và protein Haroline thì các bạn biết rồi, cái mạch isolate nó dài thế này thì cái mạch isolate đó được Haroline thì nó sẽ ngắn lại như thế này, thì nó vô cái ruột non các bạn á, hấp thu rất là nhanh, nó vào cơ thể các bạn, nó hấp thu gần như là không những là nhanh mà nó còn giúp triệt để hơn là các bạn dùng những sản phẩm như là concentrate hay là isolate được thường ha mọi người ha. Thì thời điểm dùng đó là ba thời điểm vàng và đối tượng nào nên dùng thì sau đây là những đối tượng mà nên dùng đây, đó là người tập gym này, đi người tập gym cần bổ sung thêm protein này, và những người mà không có thời gian chuẩn bị về cái nhu cầu ăn uống cũng dùng được nè. Bởi vì khi mà không có thời gian chuẩn bị uống và muốn phục vụ cái mục tiêu ví dụ như tăng cơ giảm mỡ của mình đúng không, thì không có thời gian chuẩn bị, thì đa phần ví dụ bây giờ ai cũng đi làm văn phòng này, ai cũng bận rộn với công việc của mình cả, thì không có phải ai cũng có cái thời gian mà chuẩn bị cho mình một cái bữa ăn hoàn chỉnh cả. Đó, thì đa phần thì đi ăn bạn bạn ngoài đường đúng không, thì chưa chắc gì các bạn đã cung cấp đủ protein cho cơ thể của mình. Đó, mà protein đó có phải là protein chất lượng hay không nữa kìa đúng không? Đó, thì các bạn sau khi ví dụ các bạn muốn bổ sung thêm protein thì các bạn phải nghĩ ngay đến sản phẩm này, bởi vì sản phẩm này nó không chừa ai, nó không chừa một đối tượng nào cả, bởi vì sản phẩm này nó đẳng cấp, hàm lượng tốt và phải gọi là nó xứng tầm, và nó nằm ở tầm cao, nó đủ đạt những sản phẩm ngoài thị trường còn lại. Nó tiết kiệm thời gian cho mọi người, bởi vì sao, nó là thực phẩm bổ sung và nó là dạng uống mà đúng không, rất nhanh, một cái bình lắc cho một muỗng và lắc và có ngay một cái bữa ăn bổ sung protein cho bản thân mình ha. Sử dụng hai vị này rồi thì mình sẽ đánh giá sơ bộ về cái bột này, cái chất bột này và cái hương vị của hai sản phẩm này, nó có cái nó ngọt hay là nó đậm vị hay là cái gì đó, thì bây giờ mình sẽ show ra cho các bạn ha. Thì riêng về vị sô cô la là cái vị đầu tiên mà mình sử dụng luôn, bởi vì cái gu của mình là gu sô cô la đó, mình cái gì mình thích sô cô la cả, như mát rồi quay rồi lean body là mình sô cô la cả, sô cô la hết. Nhưng mà lean đồ 8 mình lại ưng dâu nha, đó thì ok, thì thằng Titan New Masulat bị chocolate thì nó có một cái vị phải gọi là nó, nếu mà các bạn uống isolate đồ này, các bạn uống isolate đồ này thì các bạn khi mà uống, các bạn Titan uống Titan Masulat các bạn sẽ thấy một sự khác biệt hoàn toàn. Nó không quá ngọt mà nó cũng không quá nhạt, nó rất là vừa phải, mà cái độ thơm của nó, cái độ thơm của nó không có đập, nó không có gây chúng ta cảm nhận quá rõ, tức là nó đập ao lên một cái là cái hương vị sô cô la rất là ngào ngạt lên như một số sản phẩm khác, mà nó rất là dịu, nó cực kỳ dịu luôn đó, nên là mình cảm thấy rất là cảm giác là đánh giá cao về cái hương vị này.
bởi vì là mình thích thích sô cô la mà, nên mình hơi nghiêng về đó một chút xíu ha. Bởi vì lúc trước á mình có uống một số loại có hương vị sô cô la, nhưng mà cái hương liệu hương vị sô cô la đó nó hơi ngạn mạnh, tức là mình uống thời gian đầu thì rất là ngon, nhưng mà thời gian sau á thì mình lại cảm thấy hơi ngạn, bởi vì cái mùi sô cô la đó nó đập rõ quá, nó mạnh quá. Còn riêng về sản phẩm này rất là dịu, rất là nhẹ đó. Còn về cái chất bột thì khỏi chê rồi, hai sản phẩm này như nhau nha, hai cái hương vị này như nhau, rất là mịn. Bạn đổ xuống là bột nó bốc lên như bạn uống đi say luôn á, rất là mịn, nó mịn tới mức độ đó luôn nha, nó mịn tới cái độ bạn múc cái muỗng lên nè, bạn đổ cho cái bình lắc á mà bột á bay lên luôn á, bạn mà không bật cái tay lại mất mấy ngàn, nó nhẹ quá nó bay á đó. Rồi tiếp theo mình sẽ nói về dâu, mình muốn uống dâu rồi. Mình đánh giá cái vị dâu á thì nó hơi bọt nhẹ thôi, nó hơi bọt nhẹ so với chỉ tăng chút xíu, nhưng mà nó cũng không là vấn đề gì cả, bởi vì nó mịn mà, bởi vì nó mịn, bởi vì nó high rise, nó mịn, và cái hương liệu mà để làm nên cái vị sô vị dâu á thì nó cũng ít hơn, nên nó lại nó mịn và nó tinh khiết đến độ mà cái gọi gần như là tuyệt đối đó, nên là lắc nó hơi bọt một xíu, nó hơi bọt hơn sô cô la chút xíu. Cái đó là bình thường nên mọi người không cần thắc mắc nhiều, mọi người lắc lên là nó hay thôi ha. Thì vị dâu á thì rất là thanh, nó thanh, nhưng mà đặc biệt nó lại hơi ngọt hơn một tí xíu thôi, hơi ngọt hơn một tí xíu so với sô cô la. Đối với mình cảm nhận nha, cái này là đối với mình cảm nhận, mình thấy nó hơi ngọt hơn sô cô la một chút xíu thôi, chứ không có nhiều, hơi ngọt nhẹ. Và cái độ thanh của nó rất là thanh, chứ nó không có ngậy mùi dâu là một cách quá rõ ràng đó, nên là mình cũng khá là ấn tượng với lại cái mùi dâu. Nhưng mà còn cái dâu liên đồ tán đó. Ok, đó là mình đánh giá sơ bộ về cái chất bột này, về cái hương vị này đó, về cái đúng rồi, thì mình nói về bột mới nhớ, thì cái bình lắc, bạn có cái bình lắc đó hả, bạn đổ vô cho bột vô bạn lắc 2-3 cái rồi là nó tan sạch, Caroline mà đúng không? Ok, đó là những cái review về Titanium Isolat. Thì nếu các bạn còn có thắc mắc gì thì hãy xuống phần link mô tả bên dưới để xem kỹ hơn, và các bạn hãy cứ nhắn cho cái bay Sam Supplement thì sẽ có nhân viên tư vấn cho các bạn những thắc mắc của các bạn đấy, và mình sẽ trực tiếp tư vấn cho mọi người đấy. Còn bạn nào ở khu vực Thủ Đức, quận 9 thì các bạn hãy đến 937 Trần Văn Thân và Linh Tiên Thủ Đức để đến mình tư vấn và trải nghiệm sản phẩm này ha. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.